Giờ Cú quay cái này, test cái này cái nha. Công tắc đèn mở đó. Cái này Dekton nó ra một cái thể loại mới rồi, anh Bay yên tâm nè, công tắc đang mở nè đúng không? Nhưng mà cắm điện bình thường. Cái này cũng vậy luôn nè, công tắc đang mở nè, cắm điện bình thường, nó không có chạy. Đây là cái chức năng mới của máy Dekton, phải không? Chống khởi động lại, an toàn cho người dùng và có chức năng khởi động mềm, chạy từ từ lên nè. Mở nè, tắt giờ tắt lại một cái, rồi mở lại một cái nè, đó, chạy lên từ từ. Đây là cái chức năng mới chống khởi động lại, khởi động mềm của Dekton. Hoặc là cái này đang mở, đang cắm điện nè, đúng không? Con này công tắc trượt nè, bật xuống một cái, mở lên lại, ok, thấy chưa? Chống khởi động lại, chức năng an toàn cho người dùng. Đó, mà giá cực kỳ rẻ luôn. Và bây giờ nè, dùng cái lưỡi 130.000 thần thánh luôn, cắt cả thế giới luôn, cắt cho anh chị mình coi luôn. Rồi ý kiến nè, 80.000 nè, mấy anh mua em bán luôn. Trên người em có cái gì em bán hết, ngồi tùm lum thử luôn. Mấy anh muốn mua cái gì của em cứ nói đi, em bán hết luôn cho. Nhưng mà giờ em test cái này, giá nó rẻ mà không muốn mua cũng phải mua luôn nha. Đó. Rồi trước tiên cắt gỗ nè. Quý anh chị thấy cái lưỡi này không là thấy đã rồi, đừng nói chi cái máy, hiểu không? Cắt gỗ là không có sợ bị sốc gì luôn quý anh chị. Mua cái lưỡi này 130.000 cắt cũng đã lắm. Mà cái máy này cái thân nó chút xíu nhỏ gọn, cầm lên là thấy vừa hết tay liền. Có chức năng khởi động mềm, chống khởi động lại, nó an toàn là thấy cũng khoái rồi. Mà giá nó rất là rẻ. Đây là test cho mấy anh đây coi luôn. Đó, cắt gỗ hay không? Đó, giờ cắt sắt luôn nè. Đó, mấy cái sắt này em cắt, mấy cái sắt hộp này chuyện nhỏ. Em ngưng em lấy cái sắt đặt đi, dứt cái sắt đặt này luôn cho mấy anh coi ở đây luôn, coi thực tế luôn ha. Đó, một cái lưỡi thần thánh gắn lên con máy mài có mấy trăm ngàn, 500 mấy chục ngàn mà cắt như thế này, mài như thế này, đảm bảo anh luôn. Tùy ép chút xíu cho mấy anh coi coi nó có nóng hay không nha. Em cắt em mài em tùy em ép hồi cho mấy anh coi coi có nóng không. 500 mấy chục ngàn mấy anh thấy cái này là lụm liền, đảm bảo luôn. Chương trình hôm nay rất là đã, máy mẫu đời mới nhất luôn. Đó, thấy đã chưa, quá đã luôn, thấy không? Đó, cắt gạch luôn nè, cắt nè, cắt đá cầu thang đó. Một cái lưỡi là mấy anh khỏi cần làm gì hết, khỏi cần thay gì hết, lụm hết luôn. Một cái là ok, mình dứt hết tất cả mọi thứ, an toàn, không có sợ bị sốc nữa. Mà cầm con máy mài nhỏ gọn là mấy anh thấy là sướng tay rồi đó, chút xíu à. Quan trọng là có chức năng chống khởi động mềm, đồ an toàn cho người sử dụng mới là đã đó. Mấy anh thấy này mua liền. Vừa test cái máy vừa test cái lưỡi luôn, test tùm lum nữa đó, mài một phát nữa. Đó, em mài em tùy ép luôn em, cứ tùy ép thoải mái luôn. Hồi cho mấy ảnh cờ thử coi, mài cắt đồ như vậy mà xem nó có bị nóng máy hay không là biết liền ha. Ở đây mấy anh cứ cho ý kiến thẳng thắn nha. Ngon không sư phụ? Quá ngon luôn. Test giữa báo quan văn võ luôn. Một cái mẫu máy mài chống khởi động lại, công tắc trượt và công tắc đôi. Chương trình giảm giá của hãng quá đã luôn, giá quá rẻ, mẫu đời mới nhất. Bán tất cả các loại, thân em bán luôn. Quý anh chị thấy hai cái máy đúng là Dekton lắng nghe người dùng quý anh chị. Khởi động mềm, chống khởi động lại, cực kỳ an toàn nhưng mà giá siêu rẻ. Không có tiền cũng phải gán mà mua một cái, không có nhu cầu cũng mua luôn. Đó, Hồng Nhiên hay nói vui vậy nhưng mà nó là thực tế quý anh chị. Ở đây Hồng Nhiên giới thiệu cho quý anh chị hai cái mẫu máy mài của Dekton. Thì cái mẫu này công tắc trượt nè, AG900R là công tắc trượt quý anh chị. Dây nguồn của nó là 3m, dòng công nghiệp heavy duty đúng không? Bạc đạn của nó quý anh chị thấy là NSK. Thằng này có chức năng là chống khởi động lại, an toàn cho người dùng của anh chị mình thấy nè. Bây giờ Hồng Nhiên bật công tắc, nãy test là thấy rồi á, bật công tắc cắm điện vô nè thì nó không có chạy nha. Đó, bây giờ mình sẽ tắt này xuống, bật lên là nó mới chạy nè, thấy chưa? Đó, nhưng mà còn có một cái nữa là cái này 901 nè quý anh chị. Model của con này là AG901R. Thì thằng này nó lại có tới hai cái chức năng chống khởi động lại và khởi động mềm. Đó, bạc đạn cũng như vậy ha. Chút xíu chi tiết cho quý anh chị coi. Dây nguồn quý anh chị nhìn, dây nguồn nó bao xịn luôn, dài 3m lận là đủ để cho quý anh chị xài rồi. Bây giờ nè, Hồng Nhiên đang mở công tắc đi. Đây là mở nè, qua chữ Y này là mở nè. Đây, cắm điện nó không có chạy nè, thấy không? Cái chức năng này cực kỳ hiệu quả quý anh chị, an toàn cho người dùng. Tại vì cái mẫu này hồi trước giờ là hầu như nhưng chưa thấy luôn, tức là công tắc sau đuôi mà chống khởi động lại, khởi động mềm. Đây là con máy đầu tiên rồi chứ nữa. Trong vòng phân khúc này không có đâu quý anh chị. Giờ tắt nè, giờ mở lại nè. Đó, quý anh chị mình thấy gì? Tức là nó chạy từ từ lên đúng không? Tức là khởi động mềm rồi chống khởi động lại, chạy từ từ lên nè. À, cái chức năng đề 3 này từ từ thì thứ nhất là nó không có sốc máy nào quý anh chị, nó độ bền nó sẽ cao hơn cho sản phẩm nha. Để tông thì quý anh chị nhìn hai cái mẫu máy nè, nặng 1,7 kg cho một cái sản phẩm như thế này, nặng 1,7 kg. Chiều dài của nó chỉ có ngắn rồi quý anh chị, ví dụ như hai mấy phân. Đây, cho quý anh chị mình coi luôn, hơn gan tay tí xíu nè, 27 phân nè quý anh chị thấy không? Đó, 27 xăng nè ha. Đó thì quý anh chị thấy nhỏ gọn, cầm vô là ok, ôm liền, dây nguồn 3 m, cầm vô là ôm liền. Đó thì cái quý anh chị nhớ nha, công tắc sau đuôi thì nó có chức năng khởi động mềm và chống khởi động lại. Đây là khởi động mềm, đây là chống khởi động lại. Chút xíu mình khui bên trong mình coi nó làm sao ha. Đó, về đầu thì rất là dày dặn. Quý anh chị nhìn thấy đầu chưa? Rồi về cái phần công suất nè. Hai này công suất giống nhau. Cái phiên bản cũ là AG900 á, là bây giờ nó bỏ rồi quý anh chị. Bây giờ nó là AG900R, là công tắc trượt, không có chức năng khởi động mềm, chỉ có chống khởi động lại thôi là an toàn rồi. AG901R thì nó có chức năng khởi động mềm và chống khởi động lại, hai chức năng quý anh chị thấy rõ ha, nhớ chỗ này. Rồi mình sẽ coi phụ tùng của con máy này bên trong nó có gì, ba cái những cái phụ kiện đi theo của nó. Thì cái máy nào cũng vậy ha, nó sẽ có phiếu bảo hành, sách hướng dẫn của nó, bảo hành là 6 tháng. Rồi nó có cái bảo vệ của nó là khóa nhanh nha quý anh chị, khóa nhanh, bảo vệ khóa nhanh, bảo vệ 1 tấc ha, đá 100 mm. Rồi nó có một cặp thang sơ cua đi theo, một cái tay cầm trợ lực, đây một cái tay cầm cao su mềm trợ lực chống rung nè quý anh chị, êm tay luôn ha. Và một cái khóa, đây quý anh chị mình, cái máy nào cũng có cái tay nắm, đây mình dặn vô quý anh chị, tay nó cực kỳ xịn sò quý anh chị thấy đã chưa? Đó, thấy không? Như thế này 590.000 một cái nha quý anh chị, giá 590.000. Thì tốc độ nào cũng là 11.000 vòng nha. Đó, điện 220 là chắc rồi ha. Đây là nói nè, cái dập nổi logo lên nè. Đó, rồi bạc đạn NSK là hàng xịn thương hiệu của Nhật ha. Bây giờ quý anh chị mình đã thấy rồi, nặng 1,7 kg một cái ha. Công tắc đuôi hay là công tắc trượt thì tùy mình chọn thôi. Quý anh chị nhớ cứ nói, khỏi nhớ là 901, 900, 901 là công tắc đuôi, 900G là công tắc trượt. Đó, thì quý anh chị chọn cái nào cũng được hết. Thì cái công tắc trượt thì đôi khi có nhiều người cầm móc ổ khóa đồ khoái. Nhưng mà này á, nó có chức năng chống khởi động lại mà không có khởi động mềm. Thì có người là thích khởi động mềm. Đó, thì nó có vừa chức năng khởi động mềm và chức năng chống khởi động lại luôn, gọn gàng. Cái bên ngoài là quý anh chị cho nghe lại một cái nữa nha, hai máy này hoàn toàn giống nhau nha. Đây đó, quý anh chị nghe không? Khởi động mềm lên từ từ, không có bị sốc. Không có bị sốc là ở chỗ quan trọng. Dây nguồn 3 m, nhìn rất là xịn sò, đai đồ đàng hoàng đầy đủ luôn. Rồi cái quan trọng là mình sẽ coi cái nội thất của con này. Nó lạ lạ thì mình phải coi bên trong quý anh chị. Đây là con công tắc trượt. Thì về nội thất thì hai này hoàn toàn giống nhau, nhưng mà cái con này chỉ có một cái chức năng là chống khởi động lại thôi, nó không có chức năng khởi động mềm. Thì mình chỉ coi con này, như Hồng Nhiên tháo ra luôn rồi, nghiên cứu rồi. Đây giờ mình tháo ra mình coi từ trên dưới xem con này có gì. Thứ nhất là nhông ép cốt thép, đầu nhôm dày là thấy ok rồi, nhỏ xíu mà nặng 1,7 kg là thấy khoái rồi đó. Bà đạn đũa, đầu nhôm quý anh chị nhìn nó dày thấy ghê không? Quá trời dày luôn. Nhông là coi như siết tán lại, không có bị kêu lạch cạch khi mình sử dụng nè ha. Than là than lớn, có than sơ cua, ổ đồng đồ đàng hoàng. Thì ở bên trong này quý anh chị mình khui ra mình thấy cái gì? Gô to, đai keo, tẩm keo, phủ đầu đồ. Rồi có cái miếng trắng để bảo vệ bạc đạn. Rồi xong cái dòng cao su để chống hư cái vỏ. Đó, có đầy đủ hết trơn. Chút xíu đo luôn cho quý anh chị coi. Xem ở trong này là chắn gió. Tới thằng này á, thì bên trong này Hồng Nhiên thấy cái sa to này nó làm ngon nè. Đổ keo phủ, chống bụi, chống rung là thấy khoái rồi. Cứ cái máy mà thấy như vậy là thấy ok rồi đó, ngon rồi đó. Rồi mình sẽ coi tại sao nó khác thằng kia, là tại sao nó có khởi động mềm và chống khởi động lại. Tất cả mọi thứ nó nằm trong cục này. Quý anh chị thấy không? Tất cả mọi thứ nằm trong cái bo mạch, trong cái cục này. Thì cái chỗ này là cái chỗ khác biệt của nó đây nè quý anh chị. Quý anh chị thấy không? Nó đi dây ra vô cái cuộn này nè. Chống khởi động lại, khởi động mềm nằm trong cục này. Nó khác vậy đó. Nó nhờ vào có cái cục này ở trong này ha. Đó là quý anh chị mình thấy ha. Cái gô to của con này mình nói dài hay là lớn để mình đo thử, mình chính xác rồi nó như thế nào ha. Nhông ruột, đầu nhôm đổ dày là thấy là khoái rồi. 31 mấy nè quý anh chị thấy không? Đó, 31 mấy ha. Chiều dài của nó nè, đo cho quý anh chị mình coi cái chiều dài của gô to này luôn, coi nó làm sao ha. Đây khoảng 50 mấy à, thấy không, 56 quý anh chị ha, 56 mấy. Đó là quý anh chị thấy về trong ngoài, về toàn diện. Đầu lam của nó, nói là đầu lam nó cao, nó dày nè, thì nó đúng là lâu mòn rồi đó. Nó phủ keo, nó đai lại hết, chống bụi, chống da đập, ba cái đồ bụi qua giới vô trong này là thấy khoái rồi. Có cao su ở dưới là thấy ngon rồi. Rồi dây nguồn dài cũng là ngon rồi, 590.000 quý anh chị nghĩ nó rẻ không? Quá rẻ luôn. Với lại là Hồng Nhiên có những cái mẫu này hôm nay là nó cũng rất là hot mà chưa có thời gian nào giới thiệu. Quý anh chị thấy cái tôi ít, thế là 590.000 là mấy cái này quý anh chị thấy là chơi ngon rồi đó, coi như là có đầy đủ bạc đạn đồ ở trong này. Là quý anh chị biết anh NSK, quý anh chị mở trong ra bạc đạn NSK là biết rồi ha. Nút nhấn đồ, đầu nhôm đồ làm rất là dày dặn. Nhìn cái máy thôi là thấy ấn tượng rồi quý anh chị, cầm cái máy thôi là thấy cực kỳ ấn tượng đó quý anh chị thấy không. Cầm cái này lên thấy gọn gàng, có 590.000 bảo hành 6 tháng. Nhưng nói thật sự quý anh chị, đôi khi mình chưa có nhu cầu mua mà thấy máy này nó rẻ mua luôn. Cái nào cũng có tay nắm đầy đủ nha, hai máy gọn gàng này. Quý anh chị xài cái công tắc đuôi đi, nó công nghệ nó dữ hơn. Công tắc đuôi là nó có khởi động mềm và chống khởi động lại thì nó an toàn cho người sử dụng thôi. Có nhiều người sẽ nói ở cái này bình thường thôi, đúng nó bình thường. Nhưng mà những sản phẩm cao cấp nó mới có tới cái này. Còn những sản phẩm tầm tầm phân khúc rẻ chưa bao giờ có đâu. Chỉ có Dekton lắng nghe người dùng mới làm được cái này của anh chị không. Rồi ha, giá của nó là 590.000 cái, bảo hành 6 tháng, ai cũng mua được hết á. Rồi ở đây thì quý anh chị mình thấy Hồng Nhiên có những cái tô vít này giới thiệu thêm cho quý anh chị nè, thấy không, có 45.000. Quý anh chị thấy cái này thép S2 nó có hai đầu, đúng không? Cái vít này nó dài tới 3,2 tấc lận nha quý anh chị. Tổng cái chiều dài của vít này nó dài 3,2 tấc lận. Đó là những anh mà làm xe đồ hay làm trong nhà đồ nè, quý anh chị thấy không, nó dài tổng chiều dài tới 3,2 tấc lận quý anh chị thấy không. Đó nên là những cái tô vít này có 45.000, kiểu gì quý anh chị mua kèm theo cũng được vậy. Đó, đọc một đầu ba kia BH2, một đầu dẹp. Nhìn cái cán nó đặt rất là chắc chắn này của thương hiệu King Blue quý anh chị ha. Cái này là màu đỏ, nó có hai màu, màu đỏ và màu vàng xanh như thế này, hai màu 45.000 cây. Quý anh chị mình cái này là đầu nhựa không có đóng được nha, đóng là nó mau hư đầu này nha. Quý anh chị muốn mua những cái đầu mà đóng á, là Hồng Nhiên có cái đời của nó cũng BH2 nè. Cái này là lục giác 6 ly nè, cũng thép S2 luôn nhưng mà ở đây nó đóng được. Đó, cái này không có rút ra được tại vì cái này là đóng nha. Nó có vít dẹp và vít ba ke như vậy, 50.000 cây. Còn quý anh chị muốn chơi cái chà bá luôn, cốt lên tới 8 ly đó, rồi quý anh chị mở những cái đồ lớn á thì chơi cái này 55.000. Đó là những cây tua vít ha, nó dài 3,2 tấc đó. Cái lưỡi này thì cái lưỡi thần thánh. Quý anh chị thấy cái lưỡi này không? Hồng Nhiên bữa nay bán một cái tặng một cái là giá 260.000 cái này quý anh chị. Bán cái tặng cái, còn anh nào mua một cái tính hàng 130.000 ha. Phải không? Rồi cái bao tay này là Hồng Nhiên báo lại cái giá quý anh chị là 100.000. Trước kia là Hồng Nhiên bán nó là 90.000 nha. Nhưng mà sau Tết là bắt đầu nó hết cái gói khuyến mãi đó rồi, Hồng Nhiên bán 100.000. Chứ đợi có nhiều anh nói tao thấy mày bán 90.000, tao chỉ mua 90.000 thì tội thằng nhỏ ha. Đó, này là 100.000 một đôi bao tay như vậy. Thì chủ yếu hôm nay là Hồng Nhiên chỉ giới thiệu hai máy mài xịn sò này thôi, giá cực kỳ rẻ, ai cũng có thể mua. Cái mẫu này nó ra giá này nhưng đảm bảo quý anh chị ai cũng lụm hết trơn á, cứ cần tới máy mài cho dù là gia đình hay là công trình cũng phải lụm hai cái máy này nha quý anh chị. Rồi, quý anh chị có nhu cầu về sản phẩm của Dekton, những cái máy mài hay những cái phụ kiện như thế này, quý anh chị có thể liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên. Ý kiến quý anh chị thế nào để lại comment bên dưới ha. Cảm ơn quý anh chị, chúc quý anh chị sức khỏe. Hồng Nhiên xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.